Vâng, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn đang quay trở lại với kênh Cu Lên, góc nhìn đầu tư bất động sản. Và tôi là Học Vương, và đồng hành cùng Học Vương trong video ngày hôm nay đó chính là tôi, Tony Ngọc. Xin chào quý vị, anh chị và các bạn. Vâng, ngày hôm nay thì Học Vương và anh Tony Ngọc đang có mặt tại thành phố Thủ Đức và đang ở trên một cái khu vực sẽ có tuyến đường vành đai 3 đi ngang qua. Đúng rồi. Đúng không anh? Dạ. Hiện tại thì tuyến đường vành đai 3 thời gian gần đây thì thông tin báo chí đang đăng rất là nhiều thưa anh. Vì đây là một tuyến đường rất là tâm huyết của nhà nước cũng như là của các tỉnh có tuyến đường vành đai 3 đi ngang qua như đúng là rồi. Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An, Bình Dương và Long An. Đúng rồi. Dạ. Và cái tuyến đường vành đai 3 này cũng là một trong những cái tuyến đường sẽ kết nối vùng, qua đó sẽ tạo cái động lực phát triển kinh tế cho các địa phương có tuyến đường đi qua. Và cái tuyến đường này thì dài khoảng 80 km. Dạ. Theo anh Tony Ngọc thì khi mà cái tuyến đường vành đai 3 mà đi ngang qua các địa phương thì dưới góc nhìn của anh Tony Ngọc thì anh sẽ nhận định cái khu vực nào sẽ có cái mức giá đền bù cao nhất và cái lý do vì sao mà nhà nước lại đền bù cho người dân với cái mức giá đó. Ok Học Vương. Dạ. Thì đối với cái đường vành đai 3 đi qua 4 tỉnh thành. Dạ. Đó là gì? Đó là Đồng Nai. Thì Đồng Nai sẽ bắt đầu đi được cái khu vực từ Long Tân xuống. Dạ. Bình Thạnh. Dạ đúng rồi. Và ở cái khúc này thì cũng sẽ đi qua dân cư một chút. Vâng. Nhưng đối với mặt bằng chung thì Đồng Nai nó sẽ có cái giá của nhà nước quy định trên tuyến đường nó sẽ thấp hơn thành phố Hồ Chí Minh. Vâng. Mà cụ thể thành phố Hồ Chí Minh là cái vị trí. Vâng. Chúng ta đang đứng đây chính là đường Nguyễn Duy Trinh. Đúng rồi. Và tại đây chính là góc ngã tư giữa Nguyễn Duy Trinh giao với vành đai 3. Dạ. Và chúng ta cũng sẽ so sánh tương tự thì Long An và Bình Dương nó sẽ có khung giá nhà nước thấp hơn thành phố Hồ Chí Minh. Đúng rồi. Đó là yếu tố số 1. Dạ. Và yếu tố số 2, nếu mà những cái vị trí có giá đền bù cao thì nó bắt buộc nó phải hội tụ những cái yếu tố sau. Đất đó đương nhiên nó phải là đất thổ cư. Chính xác. À. Tiếp theo nó sẽ có cái công trình ở trên đất, nhà ở, để khi giải phóng mặt bằng thì nhà nước sẽ đền bù cái tài sản trên đất, hỗ trợ di dời và hỗ trợ về tái định cư, an sinh cũng như tái định cư. Yeah. Thì đối với cái vị trí mà có giá đền bù cao nhất đấy chính là trên mặt tiền đường Nguyễn Duy Trinh, có giá đền bù lên đến 73 triệu trên một mét vuông. Dạ. Và theo anh đánh giá đây là một cái mức giá mà những hộ dân được nhận đền bù khá là hài lòng. Ví dụ như anh nói đơn giản, cái đơn giá trên cái trục đường này. Dạ. Khi mà có giao dịch sôi động thì nó chỉ lên đến khoảng tầm 110 triệu một mét vuông. Vâng. Nhưng đối với thời điểm này gần như thị trường bất động sản đang bị gọi là chứng mất thanh khoản. Dạ. Và tuy đã có rất là nhiều cái gói bơm tiền nhưng hiện tại cái thị trường bất động sản nói chung cũng đang khá là trầm lắng. Dạ. Và đối với cái mức giá này thì chúng ta thấy rằng các hộ dân được nhận đền bù hôm mùng 8 tháng 5 vừa rồi. Dạ. Khá là hài lòng. Vâng, rất là vui vẻ và sẵn sàng bàn giao đất của mình để nhà nước đẩy nhanh cái tiến độ để thi công cái tuyến đường này đúng không anh? Đúng rồi. Và anh sẽ nói thêm một chút thông tin nữa. Đối với tuyến đường vành đai 3 này thì thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm thực hiện đúng cái mục tiêu của Thủ tướng Chính phủ là sẽ bàn giao ít nhất được 70% mặt bằng trước ngày 30 tháng 6 để kịp cái tiến độ khởi công. Và đối với Đồng Nai thì hiện tại cũng đang gặp khá là nhiều khó khăn. Yeah. Tuy nhiên thành phố Hồ Chí Minh đã và đang và thực hiện đúng theo cái kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ. Rất là tuyệt vời khi mà thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện đúng những cái gì theo lộ trình mà đã đặt ra, đó chính là bàn giao khoảng 70% cái mặt bằng để mình tiến hành trước ngày 30 tháng 6 và khởi công. Dạ. Và hy vọng là có những cái thông tin như thế này sẽ giúp cho quý anh chị có thêm những cái góc nhìn, những cái thông tin về thị trường bất động sản, về thông tin vành đai 3. Và nếu như quý anh chị còn những cái thắc mắc hay là còn những cái khó khăn gì về những cái thông tin vành đai 3 thì hãy comment về ở phía bên dưới của video chúng tôi để chúng tôi có thêm nhiều video chia sẻ tới những cái thông tin, những cái kiến thức, những cái nhận định và thêm những cái góc nhìn của đội ngũ team Cu Lên về vành đai 3 cho quý anh chị. Và nếu như quý anh chị cảm thấy video này hay, video này ý nghĩa, video này có những kiến thức bổ ích thì hãy nhớ là chia sẻ đường link của video này tới những người bạn của mình, những người thân của mình để chúng ta có thêm những cái thông tin về bất động sản, về vành đai 3 này. Và một lần nữa, Học Vương và anh Tony Ngọc xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.